Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Các anh chị và các bạn, ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Văn Duyệt ngày xưa, và ngày hôm nay đó là Cách mạng 8. Theo thẳng hướng camera, chúng ta sẽ đi về ngôi chợ Đuổi ngày xưa và giao lộ Hùng Thập Tự, cũng là Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Và bên cánh phải chúng ta đó là công viên Tao Đàn, vườn Tao Đàn ngày nay. Và ở đây có câu lạc bộ chống đồng, rồi nhà thi đấu Nguyễn Du, và hành trình ngày hôm nay em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ dạo bước trên cung đường Lê Văn Duyệt ngày xưa, cũng như là đường Cách mạng 8 ngày nay, ở cái đoạn vườn Tao Đàn. Và chúng ta thấy đây có quán nhậu rất là lớn nằm ở mặt tiền đường Lê Văn Duyệt. Và ở đây là quán BBQ Chicken, quán gà nướng open 11 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Và ở đây chúng ta bắt gặp một cái hình ảnh của một cái cụ bà bán bánh mì. Cụ chắc cũng cỡ ngoài 90. Cụ bán những cái ổ bánh mì và những cái cây chả. Ở đây chúng ta thấy một cái khách sạn lớn, thiệt lớn ở khu vực này, đó là khách sạn Rạng Đông. Khách sạn này thì nhìn rất là sáng sủa. Không gian mát mẻ, có quán cà phê phía trước sân, và đối diện đó là rạp chống đồng, nhà thi đấu Nguyễn Du, rồi công viên Tao Đàn. Đặc biệt hai bên cổng khách sạn thì có hai xe bánh mì, một xe của cụ bà và một xe của cô cũng đứng tuổi. Và đây là giao lộ Nguyễn Du và Lê Văn Duyệt. Ở đây có một cái ngôi nhà mình thấy rất là xưa và cổ nè, ngay cái giao lộ luôn, ngay đầu đường Nguyễn Du luôn. Ở đây mình thấy cái quán Don Chicken. Bây giờ những cái quán gà ở Việt Nam rất là nhiều luôn nè. Cái bên có con hẻm, ở trong con hẻm bán cơm tấm đó. Hẻm 65, 65 Cách mạng 8, quận nhất, phường Bến Thành, quận nhất. Đây chúng ta nhìn bên tay trái là cung đường Nguyễn Du, con đường có lá me bay, con đường rất là mát, rất là đẹp. Và đầu đường có một cái nhà rất là xưa rồi nè. Ngày xưa là cái chỗ làm xuất nhập cảnh, nhưng mà ngày nay thì cơ quan nó đã dời ra Nguyễn Trãi, ngay góc Nguyễn Trãi và Nguyễn Cư Trinh.
Và ở đây mình nhìn thấy khách sạn rất là lớn, đó là Citytel Parkview Sài Gòn Hotel. Khách sạn này mới xây sau này thôi, ở số 51, 53, 55 cách mạng 8. Vì nhìn là thấy dễ biết lắm, những nhà xây sau này theo chuẩn quy hoạch là sẽ thụt vào bên trong khoảng 3-4 mét gì đó. Đó, mình nhìn thấy lõm vào trong so với những cái nhà khác. Thường thì nhà xây ở Sài Gòn xây sau này đều thụt vào trong hết á. Ở khu phường Bến Thành này thì cũng có rất là nhiều khách sạn, từ khách sạn nhỏ cho khách sạn lớn. Còn đây là khách sạn Sicilia. Thì khách sạn cũng có cái tông màu rất là đẹp. Bên trong cũng nội thất cũng nhìn thấy cũng cao cấp, ở số 12D cách mạng tháng 8. Và ngày xưa ở cái khu này, ở cái đoạn này không có vắng như thế này. Ngày xưa thì có những cái cửa hàng bán quần áo rất là nhiều. Và ngày nay những nhà này xây sau này hiện cho thuê mặt bằng đồ hết rồi nè. Số 23 cái mạng 8. Rồi bên đây là cho thuê mặt bằng liên hệ chính chủ. Họ thấy showroom của VinFast mới sửa xong mà sao lại cho thuê mặt bằng ta. Trước chắc bán xe máy, bây giờ chắc sang lại hay sao. Mình nhìn thấy một cái cụ bà ngủ ở trên ghế nè. Nhìn thấy vất vả quá mà không hiểu vì sao. Rồi chúng ta đi tiếp tục nha. Không hiểu sao bà không trải giấy ra bà nằm mà bà lại ngồi ngủ như vậy. Ở đây ngày xưa nổi tiếng một cái nhà hàng, đó là nhà hàng Xoay, mà có lẽ ngày nay chắc không còn nữa. Ngày xưa có cái nhà hàng ở trên sân thượng đó. Mình ngồi đó là mình xoay view một vòng Sài Gòn luôn á. Nhưng mà ngày nay chắc có lẽ đã thay đổi bởi khách sạn Sicilia rồi. Cũng lâu quá mà không có tản bộ cung đường này. Nhân tiện hôm nay mình cùng cập nhật ha. Và ở đây là cái bộ binh Ngô Tùng Châu. Ngày xưa cũng là ngã 6 Phù Đổng ngày nay. Ở đây có một cái siêu thị Sa Tra Food, bán rau củ quả, thịt cá. Cũng giống như các siêu thị khác á, nhưng mà siêu thị này chuyên về những rau củ quả tươi. Và mình nhìn ra đây là một bên ngã 6 Phù Đổng nè, với tượng đài ông Phù Đổng Thiên Dương Thánh Gióng ở giữa nè. Và ở đây là cánh phải là con đường
Lê Thị Riêng, đường Lê Thị Riêng với nổi tiếng là bánh mì Quỳnh Hoa. Rồi chúng ta qua đường nha. Đó, đường Lê Thị Riêng, Ngô Tùng Châu ngày xưa nè. Đó, vào mình bên đây là đường Võ Tánh, cũng là Nguyễn Trãi ngày nay luôn. Ở đây nổi tiếng nhà hàng Diền Ký ở cái đoạn này. Và buổi chiều có cái cô bán bánh mì ở cái hẻm 39, bánh mì thịt nướng ở trên đường Nguyễn Trãi ngày nay. Chúng ta đi lại tí nữa là có hẻm 39 ha. Và mình view qua bên đây tí nữa. Buổi tối có rất là nhiều quán cà phê nè, ở trong con hẻm nhỏ nhỏ ở dưới cái tòa nhà cam cam này nè. Đó, mình thấy rất là nhiều bạn trẻ ngồi trong đó luôn đó. Mình view bên kia thì đó là khách sạn New World, khách sạn 5 sao. Và con đường Phạm Hồng Thái, con đường Gia Long, và Lê Văn Duyệt bên đây. Và chúng ta sẽ theo lối này, rồi đèn đỏ rồi. Theo lối này mà mình đi một đoạn trên con đường Nguyễn Thị Nghĩa. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở cung đường Lê Văn Duyệt, Bùng Binh, Ngô Tùng Châu, và cùng dòm ngó là những khách sạn, để có dịp cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây ở, và mình có những cái thông tin để tham khảo. Rồi bây giờ mình đi qua đường nha. Rồi đèn xanh rồi. Ở Sài Gòn mình qua đường đèn xanh như đèn đỏ, mà đèn đỏ cũng như đèn xanh. Xe máy rất là nhiều luôn, rất là hỗn loạn. Buổi chiều ở đây chúng ta ngồi dạo mát, uống cà phê, rất là mát mẻ ở cái Bùng Binh này. Người Sài Gòn thì thích ngồi ở ngoài vỉa hè, nó mát mẻ, nó thông thoáng. Còn các anh chị và các bạn chắc nếu mà ở các quốc gia khác đến Sài Gòn thì chúng ta sẽ chọn trong những cái nhà hàng máy lạnh, không gian sạch sẽ hơn. Còn ở đây chúng ta quen rồi, ngồi đường cho nó thoáng. Và mình nhìn bên trái đó là cái Starbucks, cà phê Starbucks khuất phía sau cái lùm cây này. Phía sau xe hơi đỏ đỏ ha. Và mọi người nhìn qua bên kia đó là con đường Gia Long và con đường Phạm Hồng Thái hôm bữa chúng ta vừa đi qua đó. Mình nhìn lại cung đường cái Bùng Binh lúc nãy ha. Mình đi một vòng tròn luôn đó, từ bên trái qua, từ bên phải qua bên trái. Nó vào lại đây đứng rồi nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Và đoạn này là đoạn Nguyễn Thị Nghĩa. Nguyễn Thị Nghĩa đi thẳng đến đó là đường Nguyễn Thái Học và cầu Ông Lãnh, chợ cầu Ông Lãnh, chợ Cô Giang. Mà ngày hôm nay thì chợ Cô Giang đã không còn nữa. Bây giờ chợ Cô Giang chỉ là những ký ức thôi. Có rất nhiều video quay về chợ Cô Giang, nếu các anh chị các bạn có thể xem và mình cùng hồi tưởng lại cái kỷ niệm của chúng ta, nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên, đến lúc mình đi nơi khác thì và bây giờ mình nhìn lại cái khu chợ của chúng ta ngày hôm nay thông qua những cái video về những khách sạn, những thông tin, những quan cảnh về khách sạn, thì các anh chị có thể nếu biết thêm chi tiết, chắc anh chị có thể comment và email để
để em có thể đi vào đó hỏi trực tiếp cho nó chính xác hơn. Tại vì có rất là nhiều khung giá về phòng ốc, phòng duplex hay là phòng thường, hay là phòng đôi, phòng đơn, rồi có ăn sáng không, rồi rất là nhiều dịch vụ kèm theo để ra được một cái giá một phòng một đêm. Nên thành ra em không thể nào nói hết thông tin trong cái video này được. Chỉ là nếu mà đi thì mỗi thông tin, mỗi video, mỗi khách sạn thì mới nói được hết đầy đủ cái thông tin được. Còn này em chỉ view quang cảnh về đêm ở xung quanh khách sạn thôi ha, và địa chỉ khách sạn để các anh chị các bạn có thể nắm được. Và chúng ta nhìn phía sau cái tòa nhà này, đó chính là khách sạn New World, ngay giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa và Lê Lai, rất là cao luôn. Và hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại video tại giao lộ Lê Lai và Nguyễn Thị Nghĩa. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo nha. Chúng ta tiếp tục đi qua đường. Và bây giờ mình sẽ tạm dừng video đây. Bye bye.